Vì con chào bà. Chào ông. Trời ơi. Bà ngoại Củ Chi. Bà ngoại Củ Chi. Kỳ vô các bạn. Thần đồng đứt thép cô chú anh chị ơi. Ngay thị trấn. Con đừng nước nha ngoại. Thần đồng đứt thép lên cô chú anh chị ơi. Bà ngoại nha. Bằng tuổi tôi đấy, ông Vũ Linh bằng tuổi tôi wow. đấy. Wow. Ông Vũ Linh bằng tuổi bà ngoại. Bà ngoại Củ Chi. Tôi mấy tháng rồi. Nhưng mà nó đã khắc được cái chữ gì pháp danh cho ông chưa? Dạ chưa. Sao tụi này nó làm ăn cái gì mà kỳ thế hả trời? Dạ, chưa có khắc luôn bà ngoại ơi. Bà ngoại bức xúc rồi mọi người ơi. Bà ngoại bức xúc. Phải có pháp danh hả ta? Pháp danh này. Ngoại ơi, ngoại nghĩ pháp danh sẽ có trước 100 ngày hay sau 100 ngày ngoại? Bắt buộc phải có trước 100 ngày chứ. Còn nếu mà có sau 100 ngày thì sao ngoại? 100 ngày là phải thưa hoa viên chứ, tại sao con ta đã lên đói rồi mà lại sao không nghe? Wow. Đúng rồi. Cái tên đó là cái tên quan trọng chứ. Chết thì là lấy tên mình, nhưng mà sống là quên chứ sống là phải lấy tên mình, chết là phải có pháp danh. Ngoại ngồi nghỉ xíu ngoại ơi, ngoại ngồi nghỉ xíu đi. Con nghĩ cái vấn đề này còn đang phức tạp và còn chưa có biết là ghế đằng sau của bên ngoài. Nào bên nào con chả biết được, nhưng mà cô thấy cái con Hồng Loan cô thấy thương quá, tội nghiệp. Wow. Hôm mà bố nó mới mất là thấy con gì ở cái con thì có một ruồi nó kêu người ta đến nó em nó nói là gia đình coi như thân thuộc này kia như ruột thịt là mình ghế biết ngoài. Cái lỗi ngồi ghế ngoài ngồi ghế mày ngồi thôi đi vô thắp nhang cho ông kia dạ cho mày nha 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 ủa thấy ông nò bà nào bà mua cái thảm mới bây giờ lại dơ vậy mưa đó ngoại trời mưa ngoại mang dép luôn cũng được ngoại dơ sao không không ngoại mang dép vô luôn đi cái này cái thảm thường à ngoại chú mang vô là bình thường là trải một cái chiếu ở đây nhưng mà nay trời mưa á là không có trải luôn người ngoại Củ Chi vậy cả nhà rất là quý luôn mọi người ngoại bức xúc và xúc động lắm mà ngoại nói là không có pháp danh là không được đó ngoại thấy trên mỏ đó ngoại ông xã tới. Rồi, ông ngoại. Tôi đi đâu bây giờ là phải có ông chợ đi. À ngoại, à, chị đây đây con cắm vào ngoại. Cắm vào. Cũng là coi như là ông mà mất như vậy là coi như là vinh danh rồi. Mà nói đúng nha cô, ở nhà cô cứ lên coi có thấy thật. Không có mấy con mấy cháu đây thì không được như vậy. Ngoại đâu. Dạ. Thôi các con cứ làm điều này tốt để mai mốt là hưởng phước. Dạ. Yeah. Ông sạc tôi đấy. Không nọ mà đem đi chôn tôi tính đi vậy chứ. Mà nói thôi không đi nữa, đông lắm. Là 2 ngày nữa là 100 ngày của cậu Năm rồi đó ngoại. Thì đó bởi vì mấy anh tranh thủ lên chúng tôi để tháo dạng sao. Dạ đúng rồi ngoại. Tháo dạng đâu có bông hoa gì đâu ơi. Ngoại ơi cái pháp danh mà nếu như là pháp sau 100 ngày thì sẽ như thế nào? Danh sau 100 ngày thì Hồng Loan phải làm việc cái lại hoa viên rồi. Mà nếu làm không đúng thì đâu có được. Người ta dù sao nó cũng hiền lành tiếng tâm mà là phải thương người ta là phải lo chứ sao lại phải. Mà cái con kia là đã biết cháu rồi, con này người ta đã là con rồi, mà sao lại không làm như vậy? Tôi cũng chả hiểu, nha. Chị thấy đúng không? Mà sao cộng đồng cũng mạnh lắm, mà sao không làm đó? Đó là không làm thì người ta là đâu có được. Ta mất, người ta mất, người ta phải có cái tên, cái tuổi chứ. Con cháu là phải đồng lập mộ chứ, sao lại như thế? Tôi cũng chả hiểu. Danh cũng chưa có nhưng mà cái gia đình cuộc đồng lập mộ cũng chưa có luôn mà thì bởi vậy mình cũng đâu có hiểu đó mấy anh em mình ấy giờ tụi mình cho nhìn thấy cậu Năm có gì đâu mà hỏi ngoại gì quá ở nhà có đi đâu đâu mà thấy ngoại coi YouTube cũng nhiều đúng ngoại mà biết là khi nào dở rạp luôn á là xem nào là anh Duy Minh này rồi nào là
Mà tôi xem hoài mà tôi chả thấy là các anh ở đây chả nói người ta lên được cái pháp danh gì cho Vũ Linh là các anh dở lắm. Cái pháp danh mà tên gì? Hoài rất bức xúc đó. Danh của ông là Giác Tâm gì? Giác Tâm. Tâm Giác. Tâm Giác. Tức là đạo quy y là đạo có pháp danh là phải đạo pháp danh nhé. Phải có, sao lại không có người ta? Mấy ngày qua cô có coi theo dõi là cái vụ của Diệm Loan chia tài sản gì đó, cô có coi không? Trời ơi, sao không coi? Coi nghe chứ, cùng nghe. Nhưng mà cũng chả hiểu tại sao mà nó dựa vào cái gì mà nó đi con cháu với em mà lại đi dành với lại tài sản, di sản của cha. Thì tôi cũng chả hiểu. Mình không hiểu được. Nên nhiều khi thôi mình cứ mong cho vụ án nó dành tỏ ra thì mình mới biết được. Chả hiểu được. Tôi giờ tôi thấy nhiều cái chuyện vô thường. Chả biết được. Khi mà cô Sáu mà báo đưa lên cô Sáu là bị khởi kiện rồi đó, là ngoại thấy sao ngoại? Thấy chắc tụi nó bị khùng hay điên hay là nó lại tham quá nên nó mờ hết tất cả lý trí suy nghĩ chứ ai mà làm như thế. Con người ta thì vẫn được chứ sao lại ấy. Theo ngoài là con nuôi, con ví dụ như chị con nuôi hay con chuột tôi không cần biết, nhưng mà người ta đã đem về từ đó họ người ta nuôi, mà người ta nói con chuột là mình biết là con chuột, mình có tóc cái ta có giấy tờ đầy đủ mà. Dạ, cho nên trời ra tòa ra ngay chỗ Phú Nhuận làm tất cả những thừa hưởng hết cái đó rồi. Bộ muốn làm giấy tờ mà thừa hưởng tài sản của dễ lắm mà. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi, làm cái đó thì đừng có hòng. Một tờ giấy cây xanh có một cái gì sai cũng còn không được nữa chứ đừng có nói chuyện. Mày rất là biết mấy giấy tờ. Ai cũng biết đó. Nhưng mà có điều người ta không nói, người ta để coi, tại vì người ta không nói là vì người ta già quá rồi đi đâu mà nói. Để cho người trẻ tụi lên thiếu gì người ta cũng nói, đúng chưa? Không mấy anh em mình dám ở đây sao mà lo mà giúp sao mà cho được cái tên đi chứ sao mà ấy. Không có cái ông hoa viên nào ghé đây để tôi hỏi, tôi chất vấn. Tôi nói người ta, con người ta đã xuống đây, người ta nghe nói Hồng Loan hôm nọ xuống đây đã gặp, đã làm lại rồi mà bây giờ này chưa khách nữa làm sao? Dạ, thứ hai này 100 ngày sẽ được tổ chức tại Hoa Viên, Hồng Loan tổ chức ở đây. Cho nên cô nói thật chứ cô muốn đi ngày đó, cô biết ngay thật mình không vô được rồi. Dạ, phải gia đình thì chị cũng ở dưới sớm và chưa là chị lên đây. Mà tôi thấy mà làm được cái khóa nhà cửa mà tôi thấy yên, trời. Cái khóa mà có vân tay á ngoài là quá cửa, tức là không hợp thì cũng đừng có ấy, phải thôi. Thế là theo ngoại là chị Hồng Lan mà thay ổ khóa vậy là có ý định là đuổi cô Hồng Nhung là ra khỏi nhà thì như vậy là đúng hay sai cô hay ngoại? Trời ơi, thì trời, cái chuyện đó là mọi người đều biết chứ cần gì phải cô phải nói đúng không? Yeah. Bây giờ không có tên trong hộ khẩu mà sống mà cứ phải là lo mà bất canh mà này kia thì là chẳng thà như là làm một phát vậy là cho nó xong đi. Dạ yeah, đúng rồi. Bây giờ nó đưa ta lên kiện luôn thấy không? Yeah. Trời ơi. Mà sao ông này ông mất đó? Không ngờ mà nay đúng như ông hút thuốc cũng nhiều quá. Yeah. Ông tuổi vọng tốt với tôi. Vâng. Mà tôi tại vì tôi không có tiếng tăm thành ra tôi còn thọ được tí. Chứ tôi tiếng tăm thì chắc tôi cũng đi rồi. Yeah. Tôi thấy như Chí Tài cũng bằng tuổi tôi đó, tiếng tăm là đi à. Cho nên cũng may là mình dở. Tôi nói chuyện nhà vui với nhà. Ngoại nhìn mấy bạn của chị Du Linh rất là đẹp luôn. Làm quá nhờ. Vâng, rất hoành tráng. Đây là tấm hình của chị Nguyễn Khoan ở Úc Châu. Thật ra thấy mất trẻ quá mày. Vâng, nghe chưa? Mà phải phù hộ cho con gái nha. Nghe chưa, ông bạn của tôi. Phải phù hộ cho con gái ông nhé. Ông sống ông hiền lành thì ông phải linh thiêng. Ai mà đụng đến con ông thì ông phải ấy, ông đừng có binh em ông quá. Ông cũng nhu nhược lắm. Em ông như thế mà ông nhu nhược, ông hiền thì ông có hiền, ông cũng được đấy. Nhưng mà tôi thấy nhu nhược quá rồi để cho em nó lại ỉ vào quá nên khổ.
mình thương là mình phải dạy, mình phải dỗ, đúng không? Cái hình này đang đùa với cháu ngoại đây này. Đúng rồi, cô đã biết thì ba nói rất cơ. Cô là bạn của Vũ Linh mà. Cùng tuổi thôi, dạ. Thế sao mà lại bạn được của ông? Ông trong phỉnh đâu có đâu đi được. Dạ không đi được nữa. Dạ. Cô chia sẻ rất là hay cái hoa sen này với quyển sách này là hay. Còn cái con kia nó là quyển sách mà để nó bị Vũ Luân chửi chắc đúng không? Dạ. Cô ấy là cô đang nhắc tới bài thơ đó. Nó nói đúng, mỗi lần người ta đọc thơ người ta lại là người ta lại luôn nói. Đẹp. Nhưng mà nói thật ra từ đó nhờ mình chưa thấy một cái nghệ sĩ nào hay là một người nào nguyên thủ quốc gia cũng chưa được như thế. Dạ, để con dẫn đường cho bà đi. Dẫn đường mình thấy. Đúng không? Cô là 1 tuổi với cậu năm sinh. 958 rồi. 958. Dạ. Mà ông này ông sinh vào tháng 10 hả? Dạ. Cũng là 10 tháng 12 cô, tháng 12 cô. Tháng 12 cơ. Tháng 12 là ông mua tôi đúng 6 tháng đấy. À vậy là cô lớn tháng à. Cô là sinh mà 20 tháng 6 thôi. Đẹp nhỉ. Giờ còn tí nữa thôi là phù hộ cho con ông để cho nó tình tâm nó còn nuôi năm đứa cháu ngoại nữa sao ông chứ. Cô có nghe thông tin là chị Hồng Loan là bán đất là để chia cho mua nhà cho không? Cô có nghe rồi. Tin gì á, cứ lên mạng mở lên là nó nói hoài, đâu cần nghe tin gì, cứ lên mạng mở ra là thấy nào là bên nào khúc vỏ cái gì tùm lum á đều nói á, nhưng mà nói thì để mình nghe thôi, để mình nhìn thôi sao? Chả hiểu sao mà bạc kiện cho nào? Tòa án phủ nhận con. À, nhưng mà sao bà phải kiện, bà kiện như thế nào? Bà kêu ra ngoài bà làm thế cái xanh lại cho con rồi. Con không biết là theo cái báo Tuổi Trẻ đưa tin á là tranh chấp cái di sản tài sản gì đó kiện ở tòa án. Di sản ông Võ Văn Ngoan dạ. Đâu có vợ, đâu có con ngoài cô Hồng Loan. Di sản là của giữa con với cha thôi. Còn nếu là cha mẹ con, tại vớ vẩn. Biết chứ, trời ơi, mình đâu phải là vụ của Vũ Linh thì mình được biết luật pháp. Mình bản thân của mình sống mình phải biết luật pháp chứ. Trời ơi. Bố mẹ mình cũng già cũng mất rồi cũng chia tài sản cho con cái thì mình phải biết hàng nào với hàng nào chứ. Tôi nhận nó thấy những lúc mà mưa gió nó mấy em mấy con cháu thấy thương. Dạ, thấy không có mà, không được như vậy đâu dạ. Không có là không được như vậy. Trời chú Linh này có phù hộ cho anh em nào đây mà trúng số không? Dạ có. Trúng là phải trúng tập thể thì ông mới là Linh dạ. Đó trúng đặc biệt. Nhưng mà phải trúng tập thể là may nhiều người trúng đó cho có phải đồng lòng có khán giả trúng nữa cô có khán giả nữa có nhiều anh không có mua rồi lấy gì trúng nhiều khán giả trúng rồi trúng ông của Linh là ông đúng linh thiên thì anh nào mà có lòng rồi thì cho trúng nói đùa thôi chứ thấy tội cũng mong là như vậy cũng mong như lời cô hứa là cậu Năm sẽ thương và phù hộ cho các anh em ở đây bố Sơn đó có à nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nè cái thanh sang nói đúng ra nó cái thời của cô nó còn nhỏ là cô thích đi coi Vũ Linh đóng vào Đại Đồng nhà cô ngày xưa là quận 10 quận 10 60 năm mới có 5-6 năm nay là về Củ Chi thôi à hiện tại là mình ở Củ Chi hết không ừ ở đó cho nó rộng dài cho nó mát nhưng mà xa lắm cái trong kia của mình cũng còn hả đất ở trong quận 10 của mình tại vì người ta khôn thì nó tìm chốn lao đao yeah. Còn bây giờ cô dại thì cô về nơi thắng vắng vẻ rộng rãi vắng vẻ với tuổi mình lớn à mình muốn yên tĩnh đúng rồi dạ ai cũng vậy ở đó cô các chú ở đó cho nó thoải mái dạ cảm ơn cô rất là nhiều cô cũng đã chia sẻ rất là tôi cũng cảm ơn tất cả cả anh em con cháu thôi đã có lòng mà lo được cho cậu vậy là tốt dạ chúc cô nhiều sức khỏe ạ dạ con cảm
Hôm nay là lần đầu tiên cô đến thăm mộ của phố Mạch Sĩ Vũ Linh. Lần đầu tiên.